Xin chào các bạn. Thì qua cái sự kiện Apple ngày 14 tháng 9 vừa qua thì có một sản phẩm mà mình nghĩ Apple họ vẫn luôn nối tiếp qua từng năm dành cho tập khách hàng, đặc biệt là học sinh sinh viên, đó chính là iPad. Starting with iPad. Và đây là iPad thế hệ thứ 9. Thì các bạn nhìn vào những thế hệ trước thì iPad thế hệ thứ 9 này hầu như vẫn giữ nguyên cái thiết kế cũ, đó chính là cái phim home, mặt lưng nhôm và cái viền màn hình vẫn dày, nó vẫn như trước đến giờ thôi, vẫn như đời 8, đời 7, đời 6 được trước thôi. Nhưng mà cái điểm thay đổi đáng chú ý đó chỉ là phần cứng, khi mà Apple họ sử dụng cái con chip A13 Bionic để mà sử dụng cho iPad 9 để có hiệu năng vượt trội hơn. Và Apple họ có quảng cáo là iPad 9 hầu như là mạnh hơn gấp 6 lần so với lại những tablet Android hiện nay. Thì với cái cấu hình này thì các người dùng cơ bản mua iPad để mà học tập, để mà giải trí hoặc là thậm chí để làm việc đều không phải lo về hiệu năng, thì A13 là một con chip mà tập trung rất là tốt về cái nền tảng Neural Engine và những cái bộ xử lý máy học, cho nên là các bạn thử hình dung những cái ứng dụng mà các bạn đưa nó vào thực tế đời sống và nó có hiệu ứng bên trong đó, nó có đồ họa graphic bên trong đó thì nó chạy mượt hơn, nó xác định nhanh hơn trên thời gian thật, đặc biệt là những ai có nhu cầu về AI chẳng hạn đó, thì nó sẽ ứng dụng rất là nhiều. Nói chung là mình không cần nói về cái Neural Engine trên A13 nữa, nó thông minh và nó nhanh hơn rất nhiều rồi. CPU và GPU cũng không phải nói, chúng ta đa phần là đều chạy được các app hiện nay chơi game, học tập như là giải trí. Ngoài ra iPad 9 vẫn sử dụng kèm với lại Book Apple Pencil thế hệ 1 và cái Smart Connector để mà người dùng gắn bàn phím Smart Keyboard. Nhưng mà để ý là ở phương Tây thì những cái trường đại học, những trường trung học ấy, họ dần chuyển sang iPad thay thế cho cái bút và viết truyền thống để học tập cũng như là áp dụng vào ngành giáo dục, cho nên là cái combo này rất là phù hợp cho những đối tượng khách hàng, giáo viên, những người đi dạy, thậm chí là học sinh sinh viên. Và với Apple Pencil từ trước đến nay vẫn luôn đáp ứng rất là đủ cho những người dùng làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, vẽ và thiết kế rất là tốt trên iPad cũng như là Apple Pencil hỗ trợ cho nó. Một điểm đáng chú ý tiếp theo đó chính là camera trước của iPad 9 hiện nay đã hỗ trợ cái độ phân giải là 12 megapixel và nó là cái camera ultra wide, nó là góc siêu rộng, cho nên là khi các bạn đàm thoại FaceTime nó sẽ có tính năng center stage, có nghĩa rằng nó sẽ tự detect người trong khung hình nó để mà di chuyển theo khi mà đang gọi điện thoại, đang gọi video call cho người khác để mà có cái cảm giác nó thân thiện hơn. Ví dụ như bạn để cái iPad đó, các bạn đi qua đi lại nói chuyện với người trong video thì camera sẽ tự hướng theo bạn, cũng như là nếu bạn có một người nữa, cả hai người thì nó đều lấy khung hình luôn đó, nó đều di chuyển theo cả hai người luôn, tại vì nó là góc siêu rộng mà. Với center stage này thì trong tương lai hứa hẹn là những app bên thứ ba sẽ hỗ trợ nhiều hơn những cái app mà đàm thoại video call á, thì hiện tại Zoom đã có hỗ trợ center stage rồi. Và camera sau không gì đặc biệt, nó vẫn là camera 8 megapixel, rất là cơ bản mà thôi. Tóm lại thì những cái thay đổi có vẻ như là không nhiều đó, nhưng mà thực chất lại rất là nhiều bởi cái phần cứng mạnh mẽ, cũng như là những người dùng nào hiện đang không quan tâm nhiều về thiết kế iPad, chỉ cần chiếc máy có khả năng xử lý mạnh và áp dụng được nhiều thứ trong những cái lĩnh vực trong đời sống, từ giải trí, từ làm việc, từ giáo dục, học tập, thì iPad 9 là một sự lựa chọn rất là tốt, tại vì giá nó chỉ từ $329 mà thôi. Và những cái bạn học sinh sinh viên khi mà mua ở cái gói Education thì chỉ còn $299, là chỉ $300 mà thôi, đó rất là rẻ. Và với cái combo Smart Keyboard và Apple Pencil sẽ bổ trợ nhiều hơn cho iPad 9, và nó như là một công cụ để mà chúng ta vừa làm việc vừa giải trí hàng ngày. Thì mình hy vọng tinh tế bọn mình sẽ sớm có cơ hội được trên tay iPad 9 và bản thân mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn và chia sẻ cho các bạn. Trước đây mình rất là thích một chiếc iPad 8 vì nó có hiệu năng mạnh, thì kỳ này iPad 9 hiệu năng mạnh hơn nữa, cũng như nó là thôi thúc mình muốn được trải nghiệm. Và khi đã trải nghiệm đủ chiếc iPad 9 thì mình hy vọng sẽ có bài chia sẻ cho các bạn trên tinh tế sau nhé. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.